Rồi chào tất cả mọi người ạ. Không, mọi người muốn hàng liên hệ xuống họ cho 034 830 843. Rồi hôm nay là video 230 ha. Em lên ít cái đồ nghề Nhật. Này có về mấy cái nón kết nữa nè, bữa mấy bác hỏi nón ha, với cái đồng hồ quả quýt, dây an toàn nè ha, rồi cái micro. Rồi trên đây là em có ghi cái mã của sản phẩm. Nếu bác chốt hàng thì liên hệ mã với lại video ha. Nói video để cho em biết là cái video nào. Đó. Em kiểm tra còn hay không thì em báo lại ha. Rồi đối với khách mới thì bên em nhận chuyển khoản rồi mới gửi hàng nha mọi người. Còn khách quen thì ship code cũng ok ha. Đó. Rồi giá bán trên đây là chưa bao gồm phí ship ha. Phí ship nó rất là rẻ luôn. Chung nó rẻ lắm. Không có cao. Tại vì mấy cái món đồ này thì nó đa số nó nhỏ, không có cần càng lắm. Nên cái phí ship là ship thường bên Viettel thì nó cũng rẻ. Không cao nha. Rồi giới thiệu chi tiết ha. Hôm nay về cái đầu cái dây nguồn của Nhật, đầu cắm nó là đây, đầu cắm zin điện châm ha, của Hataya. Đây Hataya của Nhật nè, dây này 12A ha, điện châm 25V, có cái chui chân cắm mát mọi người, chân tiếp đất mình không xài nó tự nó hụt vô nha. Nè. Rất là tiện. Dây này là 4,5 m ha. Chung nó ở trên máy nó là dây 5 m đó. Mà tại vì này nó cắt tháo máy nè, cắt ra nên nó còn hơn 4,5 m. Tính cho 4,5 m này, dây Nhật nè mọi người xem đó, rất là dẻo, không sợ gãy luôn mọi người à. Rất là chất lượng, 4,5 m ha, mã số 1, giá 200.000. Rồi nay về mà được một cây cái mỏ hàng, xin lỗi, là cái dụng cụ để hàng, gọi là hàng ni lông mọi người, cái hàng cái bịch ni lông nè, tại vì nó có cái bánh lăn nè ha, khi nóng nhiệt lên là nó lăn qua ni lông, bịch ni lông hoặc nhựa mỏng á, nó sẽ dính lại ha, dính mép lại đó. Hàng miệng túi ni lông ha. Đó. Này. Điện 100V ha, zin của Hatco ra Nhật. Đây. Xài 100V ha, 50W. Nhiệt độ nóng là 220 độ C. Còn tình trạng còn rất là mới. Đây. Dây nào nguyên nó là dây chịu nhiệt ha.
Rồi cái này mã số 2, 250.000. Rồi nay về cái tời này tải được 300 kg ha. Đây móc nó để tải 300 kg. Nè, lực kéo nó là 50 newton thôi, 50 newton mét là cỡ 50, nó là 500 kg ha. Đây nó rất là nhẹ nha mọi người, cái lực nó mạnh nè, mình thấy quay nhẹ mà nó cuộn lên. Cái này mình xài cái đầu cờ lê mình vặn ha, là tự động gắn vô là vặn, còn nguyên bộ nó là không có cái tay nha mọi người. Kiểu này nó vậy nè, có thể xoay hướng nè, chuyển hướng chả xuống hoặc là kéo lên. Nè, nó một chiều nha. Là kéo lên là nó tải hàng lên ha. Còn muốn xả thì bằng nó xuống. Còn nó xuống cái nó sẽ tải xả y như cái ba lăng mình thường dùng xưa giờ ha. Này nó rất là mini đó, nhỏ xíu mọi người, nhưng lực kéo cũng khá là nặng. Cái này để nó thiết kế là để cho mình có thể ráp lên xe ha, xe bán tải hoặc xe tải, xe con, xe 4 chỗ này kia. Rồi cái mình phải kéo chung là dùng như nhiều dịp rồi, hoặc là chế vô này kia nó tùy mọi người dùng ha. Chung nó còn rất là đẹp đó, nhìn thép nó dày nè. Đây cái thép này dày 4,5 ly nha. Rồi cộng xích này là cộng xích 4,2 ly. Rồi cái con tán này là 21 ha, dùng cái cờ lê 21 tự động á, nó dạng rạc á, gắn vô là mình xài nó nhanh hơn. Đây mình có thể để chịu đứng hoặc là treo giày hoặc nằm ngang ha. Cái cọng dây xích cho nó thì nó không có dài lắm mọi người. Đây nó dài tầm 60 nha. 50-60 à, cỡ này nè. Rồi có cái mình ý luôn nè. Trong bộ nó vậy ha. Này nó quay vòng vòng được. Chống rối nha. Cái này mình có thể thay dây xích nha mọi người. Này mở con tán này ra ha, dây xích này mình thay mở tán này ra. Đó. Mở ra rồi cộng dây xích đúng kích thước này bỏ vô. Ok. Là mình có một cái tời kéo dài. Rồi cái này mã số 3 ha, 700.000. Một cái tời kiểu mini. Rất là độc. Anh em về được ba cái máy câu cá mọi người nè, ba cái máy câu cá nha. Cái cây màu xanh này là nguyên cái bộ cần câu luôn ha, có cần có cái máy bên trong. Cây này độc nè, còn cái cây này rất là đẹp luôn, cái đời nó nè, cái đời nó rất đẹp, nhưng mà nó bị một cái, nó bị mất cái đảo chiều đây mọi người, với lại nó đang hiện trạng nó đang cứng cái này nè. Bán rẻ vậy cho mọi người mở ra làm lại ha. Là nó chỉ thiếu này thôi nè, là nó bị cứng cái này nè, phải mở ra vệ sinh hết lại, còn ngoài ra thì nó ok đó.
cái chức năng của này là nó để chống, để xả ngược cái tua bin lại đó, mọi người câu cá hiểu không, xả ngược cái tua bin lại. Còn giờ mình xài bình thường nhưng mà mình muốn xả mình phải bật cái này xuống xả ha, ngoài xả ngược nó còn bật cái này xuống để mình xả được nè, xả ra thì vẫn câu lên vẫn kéo cá vô được nè. Ra ben ha, mắt in nhân bằng Ryobi, dạng này là nó nè, có con sư tử logo rất là đẹp, cái đời này là rất là đẹp luôn nè. Này viên vỏ nhôm, người coi nó làm qua dân nè. Nồi địa Nhật, cái này nguyên cục inox luôn. Máy này là số 7, không biết là nó bao nhiêu ngàn, tại vì cái đời nó đặc biệt mà không có giống hồng số mấy máy bây giờ. Này dây nó để là một chấm là 310 mét ha, 3 chấm là được 200 mét. Rồi ratio là 1 chia 4.0 à, số đó. Rồi nguyên cuộn nhựa zin của nó này, nhựa bển nó xài nó còn nguyên nè, thấy cũng còn chắc, nhỏ nhỏ xíu à. Rồi cán rổ rất là đẹp luôn. Ha. Rồi máy này mã số 5 ha. Máy câu cá mã số 5 giá 300 ngàn. Rồi máy số 4. Con số 4 này thì ok. Con 4 này dạng máy nằm ngang mọi người. Con này dạng máy nằm ngang nha. Nè, Blighter 340. Dạng này nó rất là bền, Japan ha. Olympus. Nè, Olympus Japan ha. Máy nằm ngang nha. Này, đầy đủ chức năng. Cái đó là xả nhựa đó. Này điều chỉnh được cái mô bin luôn nè, để cho nó xả ra nặng hay nhẹ. Điều chỉnh đây, này xả tự do nè, à, nhẹ chưa, chắc chắn luôn. Trung nguyên con máy này nó chắc chắn, cái này có đối trọng. Rồi nó đang có dây to luôn mọi người, đang đi kèm cái cuộn dây 0.6. Kéo cá để tăng giảm để mình trọng lượng con cá nó sẽ không có làm sảy cá ha. Rồi kích thước nó là đây, kích thước nó là 8 cm. Rồi cái này mã số 4 nha, máy câu ngang mã số 4, 450 nha. Rồi tiếp theo con máy câu này nó độc lạ luôn rồi. Đây.
là nguyên bộ cần câu ship gọn ha. Rồi. Đó. Chưa, nó còn dài ra được nữa ha. Đó, cái này ra. Dài chưa? Cái này nó dài độ khoảng 1m2, 1m3 mọi người. Rồi độ khoảng khoảng 1m3 ha. Khoảng 1m3 đó. Vặn ra để hai dây ha, hai dây cước à. Cước nằm trong đây mọi người. Khi bị đứt thì mình nhận ra thôi. Câu xong thì mình ship gọn. Thì cần câu này gì? Cần câu du lịch ha. Đó, ship gọn lại. Rồi. Bỏ cấp xe. Rồi cần câu này mã số 6 à. 600.000. Rồi tiếp theo là cái ổ khóa của Nhật, ổ khóa khóa dây xích nè. Khóa dòng. Khóa xe, khóa xe đạp, xe máy hả? Nhật Bản nè. Nhật Bản sản xuất, hiệu Nikko. Đó, một chiều riêng nè. Dây này nó cỡ 70 cm à. Dây cỡ 70 cm. Đây, đường kính cộng xích là 4.6. Này bằng kim loại à, chắc bằng inox mọi người. Cái thân đó. Rồi mã số 7 nha. 400.000. Spam một cây kìm. Kìm bằng thép ép. Thank you.
đây, bằng thép nha, thép trắng nha mọi người. Chung thép này nó xài rất bền. Tốt, xài bền, cứng. Này. Cái này để 2CR nhưng không thấy hiệu đâu hết. Hàng thị trường Nhật. Kèm ship gọn bỏ cấp xe ha. Này 16 cm, có nhiều chức năng nha. Này có dao nè, dao còn rất là mới, dao lớn nè, dao nhỏ nè, còn nhỏ nữa nè. Ở trong đây có hai cái này giống như cái bít dẹt, hai cái bít dẹt ha mọi người nè. Rồi bên đây là có cái lưỡi cưa, cái mũi nhọn, một cái tua vít bật ke ha, đây, tua vít bật ke. Rồi một cái khui bia, khui chai. Ở đây là cái hớt, hớt đo. Đây kìm, kìm mũi nhọn rồi kìm cắt nữa ha, có mũi cắt đây nè. Đây là mũi nhọn nè, còn đẹp. Xếp gọn lại nó là 10 cm. Rồi mã số 8 300 ngàn. 9 cũng là một cây kìm đa năng nữa. Kìm này của Mỹ ha, USA Leatherman. Leatherman nhưng mà cây này nó bị lỗi tí là nó bị mất cái chốt. Mất chốt này mọi người. Nó có chốt này, chốt giống như này nè ha. Mất bên nè ha. Đó. Này, kìm này của hãng này rất là xịn nha. Hãng này nó bán rất là xịn nhưng mà nó giá rất là mắc nữa. Hàng đầu của Mỹ ha. Dụng cụ hàng đầu của Mỹ. Đây là Men Tool nè. USA. Đây có lưỡi dao và lưỡi hai cái lưỡi vít dẹt. Còn cái mũi này mũi gì nhọn nhọn ha, không có gần chức năng lắm. Lưỡi dao nè. Rồi bên đây nó sẽ có là một cái lưỡi dũa, cái dũa sắt nhìn rất là ngon. Rồi một cái mũi nhọn nhọn dẹp dẹp. Rồi cái mũi bắt ke, cái bật kè. Rồi không phải thiếu nó là cái khui rượu ha, khui chai nè, khui nắp chai. Rồi thước đo có đầy đủ nè, thước đo nè ha, hệ này cũng Mỹ xài. Kéo ra ha, nó sẽ đo thành một cái thước dài được 7 inch 8 inch ha. Này xài hệ in 8 inch. Rồi cái này mã số 9 ha, 500 ngàn. Rồi là cái cây dụng cụ để hít đồ rơi ha, hít đồ rơi nè. Nó có thể xoay vòng vòng mọi người. Cái đầu nó đầu 500 đây nè. Hít cũng khá là mạnh nha, bởi vì nó chuyên dụng để hít lấy đồ rơi mà, lấy đồ rơi trong kẹt. Đây nó hơi kéo dài ra tối đa là được 42 cm ha. Đây nó bị cấn mớt tí nha, nhưng nó không ảnh hưởng gì mọi người. À, vẫn ok. Rồi mắt số 10 nha, 250 ngàn.
Đây lâu lắm mới về cái cục này, cái cục đầu chuyển khoan ha, đầu chuyển để xài mũi khoan cho máy bắn vít ha. Đây nó xài được mũi 1.5 đến 10 mm. Này, mũi này chuẩn ra bên nè. Cái ban sản xuất ha. Chuẩn USA, UK, Anh. Xài mấy cục này rất là chất lượng. Cùng nó cục Trung Quốc không phải nào so nó. Đó, máy bắn vít mình chỉ gắn được cái mũi bắn vít mũi này thôi. Giờ mình gầy vô rồi hành kẹp được cái mũi khoan luôn ha, kẹp thoải mái. Đặc biệt cái cục này nó có cái búa bên trong nha mọi người nè, nó chừa cái búa bên trong mọi người. Đó búa nó nè, búa nó kêu nè. Cái máy của em nó hơi nhỏ rồi, nó yếu cái máy đó, nó kéo nó búa đó. Là mọi người khỏi cần xài cái tay quay trên đây ha, khỏi xài đi, kẹp mũi vô nó chừa phát vậy là nó cứng à. Đó. Rất là tiện, nguyên cục nó bằng sắt nha, chắc chắn. Rồi mã 11 ha, 350.000. Rồi bộ hoa hỷ, bộ tool của Nhật, Kobo, hiệu Kobo hoa hỷ. Đây đầu T, T6, T7, T8, 10, 15, 20. Cái này dùng cho bác nào đi xe châu Âu, mấy xe châu Âu thường nó dùng cái đầu ốc này hết nha, xe bìm đúp này kia, rất là Mercedes, chung mấy thương hiệu châu Âu thường nó dùng cái này nè. Đây cả hãng hãng Catcher, máy rửa xe cũng xài cái con ốc này nè. Cái này bôi dầu vô một tí cho nó nhẹ nha mọi người, không ấy là nới con ốc này ra, tại vì nó hơi ốc này xíu nó hơi chặt. Còn ok, đẹp hết nè. Rồi 6 đầu, 6 đầu bông hỷ, bỏ túi treo móc khóa không được nữa. Đem theo xe, chung bánh xe đó phải có cái này, chứ họ ở Việt Nam mình thì có khi không có cái đầu bông nữa mà. Mày ở vùng quê mình lỡ đi nó bị có mở ha, trục chặt. Rồi cái bộ này mã 12 ha, 300.000. Đây hai cái đồng hồ, đồng hồ quả quýt này về hai cái rất đẹp, 4 cái lần mà hai cái kia nó trục chặt, chung hai kia bán sát cho mấy bác về nghiên cứu làm lại ha. Đây cái quả quýt này nó lạ không, hai mặt nó làm xước nha, kiểu thép xước ha, không có hình gì hết, kiểu thiết kế tối giản, sợi dây còn rất là mới nè. Đó. Quả quýt máy Nhật nha mọi người, chạy chính xác giờ, xài pin. Số là mã, mặt kính lồi ha, mặt lồi nè, nó lồi lên đó, rất đẹp.
Rồi con quýt này mã 13 ha, 600.000. Dây nè. Cái móc kẹp. Cái này là bằng inox luôn rồi nè, kim loại inox nè, không có hít. Này cộng dây thì bằng sắt xi. Rồi mã 13 600.000. Con này nó đặc biệt, sao nó có cái mặt không mọi người, kiểu thiết kế nó vậy nha, nó có cái mặt không nè, hiểu nè. Kim giờ, giờ chạy ok, chạy pin đó. Con này bằng nó cũng, cái con này vỏ nhôm mọi người, rất là nhẹ, vỏ nó là thiết kế nguyên khối nhôm. Đó. Cái con này hương hiệu nó thiết kế bởi Pháp nè, phân sờ nè, Pháp nó thiết kế. Rồi cái ráp là Japan, Nhật. Japan nè. Ngộ chưa? Giống như cái đồng xu to. Rồi cái này nó dày 8 ly 2. Đường kính nó là 42 nha. Thiết kế không có dây, không có gì hết mọi người. Trong cái chùa lũi. Mà còn rất là đẹp. Đó, kính trong vắt. Rồi mã này là số 14 ha, 400.000. Rồi hai con này nè. Hai cái con này nó tiếc ghê. Chung hai con này xịn lắm. Đây là một con automatic ha, chạy cơ mọi người, chạy cơ lên cốt hay cốt vẫn còn chạy ok luôn, mà nó thiếu kim bởi mặt kính rồi, rớt mắt kim bởi mặt kính máy cơ nha, bộ máy cơ đó vỏ đẹp ghê không. Rồi con này, con này thì nó gãy cái chốt bấm đây rồi, chạy chốt bấm không, nó không có chạy, không biết nó kẹt gì chạy không chạy, gãy cái chốt mọi người, chốt bấm nè, nó thường nó cái chốt giống như này để gãy rồi, nó kẹt bên trong à, vẫn chỉnh ok. Cái con này cũng chạy pin, cái bộ máy nó rất là ngầu luôn mọi người, để em nại ra rồi là bộ máy to đùng luôn chưa. Bộ máy to bằng cái vỏ ngoài luôn, hết cái ruột luôn, bộ máy dữ. Không biết nó cấn nó gãy rồi nó kẹt cái gì luôn rồi nó không chạy mọi người. Chung hai con bán sát ha, cái vỏ cũng đẹp nè. Rồi bán sát hai con này mã 15 ha, 300.000 hai cục. Đây cái tay Waitaro nè, cực kỳ đẹp luôn, của Germany nhá, Germany lại về đây, Germany nè. Tay quay này cũng size to, size này không có nhỏ, nó còn một size nhỏ, còn cái size này to mọi người. Đây cái tay này nó kẹp tối thiểu là 4.4 ly nè ha, 4.5. Đó, cái đầu nó còn rất đẹp luôn nè, nó đẹp hay không là nhìn cái đầu này chưa có dấu hiệu mà nó bị gì hết đó, sắc bén.
chạy nhà Tân. Nhiều quá đẹp. Của Đức sản xuất. Đức thì mọi người biết cái chất thép nó tốt cỡ nào mà không? Khỏi chê. Bền. Rồi mã 16 ha, 400 nghìn. Quay Taro. Con này nó chiều cao nó là 11 cm thôi. Rồi chân máy mini để bàn. Chân máy chụp hình mini để bàn. Chân này nó chạy ở đây tới xíu ha. Nè, chạy nè. Cái chân này phù hợp với mấy bác chụp hình chụp macro. Chơi với dòng máy chụp hình mà chụp macro ha. Chụp mấy cái đồ vật nhỏ xíu trên bàn. Đặt chân này là phải có chân này. Chứ mấy chân to sao mà để cái máy nó cận xuống được ha. Chừng 1/4 chân máy chụp hình ha. Muốn gắn điện thoại mọi người mua cái kẹp, cái kẹp điện thoại ha. Ngoài nó bán 15-20 ngàn vậy. Dặn vô là kẹp vô cái điện thoại được. Đặc biệt nó kéo dài ra được một đoạn nữa nè. Rồi ở đây nó kéo dài được 21 cm ha. Thu gọn vô là còn 10 cm, 11 cm. Rồi cây này mã số 17 ha, 200 ngàn. Đây Petro nè. Cái con này về hơi xấu, nó xấu là xấu cái vần vỏ ngoài này mọi người. Vỏ nó bị chóc sơn nè ha. Chốc cái nước sơn ngoài đây nè. Nè. Nước xi vô. Made in Japan luôn ha, của Victory ha, Victor. Victor microphone made in Japan. Chân đế bằng sắt. Để bàn ha. Bẻ qua bẻ lại được. Chuẩn 6 ly nè, đã test ok. Còn tốt. Rồi mã 18 nè, 600 ngàn. Cao nó khoảng 30. Rồi con này là con cắt ống. Con này hiếm gặp mọi người. Cắt ống hiệu SK11. Cái này nó cắt ống chung cắt nhanh ha. Tại vì nó có thể xoay một chiều nè mọi người. Đấy không? Mọi người đưa ống vô là dính ống rồi cho mọi người lắc thôi. Lắc vài vòng là nó đứt ha. Nhanh vậy. Đó, cái này vẫn mở lưỡi to ra. Rồi ở đây là thông số nó ghi cắt được ống 6.3 đến 22 mm ha. Tay gặt nhanh. Lưỡi còn rất là đẹp nè, lưỡi này. Lưỡi đẹp. Vẫn còn cái lưỡi sư cua nha, đây. Lưỡi cua nằm trong đây.
Đặc biệt cái con này nó có cây đây. Đây, cái cây này nó nằm ở đây mọi người. Đẩy cái này lên ha. Đẩy cái cây này lên. Nó là một cái cây để vét cái miệng khi mà cắt mọi người. Trong đồng thì mình cắt nó sẽ bị cái bavia ha. Bavia nó dính á. Cây này là nó bằng thép thép, nói chung nó bằng thép, nó tôi cứng. Nó có thể cạo sắt thép rồi được ha. Nói chi là cái này cạo cái ống đồng ha. Đó, nên mình cạo cái ống đồng nó đẹp rồi. Sau khi cắt rất là tiện luôn nha. Đọc 16 cm. Rồi cái cắt ống này có mã số 19, giá bán 550.000. Rồi đây là cái dụng cụ, đây dụng cụ chuyên dùng để hông cái ống nước ha. Hông cái ống nước khi mà bị nghẹt, hông cái ống nước khi mà bị nghẹt mọi người. Đó, nó là cái dây thép nè, dây thép rất là cứng, cứng mà dẻo dai, nó thép mà nó đàn hồi như là soi, không sợ bị gãy, không sợ đứt. Nó có cây chổi đây nè ha, đầu nó là một cái bó chổi để mình luồn vô cái ống nước nhà mình ha, khi nào mà nó bị kẹt, biết đoạn nào kẹt cứng luồn vô, xoay xoay hồi nó hông ha, nó vệ sinh nó sạch cái ống. Này gì hết, cái dây này kéo ra nó rất là dài, nó dài được khoảng đo là 6m3 mọi người, 6m3. Bây giờ rồi made in Japan ha, Japan sản xuất còn ok, đầu chổi nè. Rồi mã 20, 300.000. Rồi tiếp theo là cái con mắt kính kính này chống bụi, chống gì, bảo hộ nha mọi người. Đây, kính chống bụi, kính bảo hộ còn rất đẹp luôn, kính bảo hộ của Nhật à, hiệu Nhật nè, chưa túi bao của nó quần gì luôn đó. Mang rất là thoải mái, nó ôm vô mặt, nó có chống mà chống chống bụi ở bên hông luôn nè, thiết kế rất là hay. Rồi cái kính này mã số 21 nè, 300.000. 22 là cái vòi, đây cái vòi. Một cái vòi nó dài để gắn vô súng xịt bụi ha, súng thổi gió mình đó. Cái vòi này nó dài 30 cm nè. Đây đầu tiêu chuẩn ốc nè, ốc răng 10 ly đó. Loại răng nhuyễn 1.0 ha. Đầu nó là 6 ly, ống này 6 ly à, 0.7 MPa. Rồi, máy tên chưa xài, còn mới
Gói này mã số 22 ha, 150 nha. Rồi tiếp theo cũng là hai cái vòi để gắn vô súng xịt, nhưng mà súng xịt gió ha. Nhưng mà vòi này nó bằng đồng luôn. Và nó thẳng. Dài 50. Rồi. Dài 50 cm luôn. Cái này mọi người tha hồ về mà cắt ngắn hoặc là tùy mình sử dụng ha. Đầu tiêu chuẩn rang 10 luôn nè, 1 ly. Rồi mã số 23, hai cái này 150. Hai vòi đồng mới tinh chưa xài, 150. Rồi nó về một cây mở mở cổ xe nữa nè. Đó. Bữa có mấy bác không có mua kịp á, có cây mở cổ xe nữa nè. Thế để là 1.4 đến 3 inch. Chung là lấy thước đo cho chắc nè, cho nó thực tế. Đây kích thước nè. Đó. Độ dày nè, 10 ly ha. Đó. 58 60 luôn đi, 6 cm. Miệng nó từ nhỏ đến lớn. Cây này rất là hay, giờ nó xài nó tiện, nhanh hay mà cái loại chỉnh. Rồi mã 24, 250 à. Rồi tiếp theo là bộ tua vít, bộ đầu vít của Vercel nha. Đây Vercel luôn ha. Cái này không biết nó để gắn vô đâu mà. À, đeo trên tay nha. À, đeo trên tay làm việc chắc nhẹ quá. Có cái dây đeo nè ha, của Vercel nè. Rồi này đầu ba ke không ha, ba ke nè. Đầu này BH bét 2 nha. Đầu không dụng bé 2. Mũi ba ke không nha. Mũi ba seal. Nó gắn được 1 2, cái này đầu 2, hai đầu. Ba cây hai đầu, một cây một đầu nha, đó. Đây, cái vít ba seal rất là đẹp. Đây, máy tiền cho băng ha, ba seal. Hai đầu nó có cái cao su không biết làm cái gì. Gắn vô để cho nó im, cái vô máy nó im không có đủ rơ sao nghĩ vậy. À, đặc biệt đây nó có cái này, cái đèn pin nha mọi người, một cái đèn pin nhưng mà gắn nè, không biết gắn đâu nhưng mà cầm xài. À nó có 500 đây, đúng rồi, là đèn pin có 500 nè, gắn đầu gắn ha. Rồi nó là cây công tắc đây, nhưng mà em không có cái pin này để gắn thử ha, nên chưa không có thử ra bên luôn. Để coi mở ra sao. Rồi không biết mở ra luôn mọi người. Em có nhớ là có mở ra rồi. Giờ không biết mở sao luôn. Cũng nó có cái đèn led nè, bóng led. Giờ không biết mở luôn, sao nó cứng lắm. Rồi nói chung này là bán chung kèm theo là không có mở thử cái này luôn. Đó. Nó là dạng pin nhỏ nhỏ giống như nút áo mà. Nó mấy cục đây. Mà không có pin trong đây. Nên em cũng không có pin này nên thử không thử được. Rồi cái bộ này là mã 25 ha, 200 ngàn. Rồi về cũng chì nè, chì da bên cũng chì này nó còn là 400 gram ha, nó xài mấy cái vòng rồi còn 400 gram, 20 ly nha.
thông số để trên đó đó. 400g 20 ly. Rồi con chì mã số 26 ha, 300.000. Rồi tiếp theo một cái cảo rất là lạ mọi người. Cái cảo này không biết nó chuyên dụng kẹp cái gì nữa, nhưng mà em thấy nó chất lượng quá nè. Nó của Germany nè ha, Kulen của Germany ha, của Đức. Đây là cái tăng đưa cảo đầu bằng cao su. Cái này có chân 1/4 luôn nè. Có cái chân này không dụng nè, chân này gắn máy chụp hình hoặc là chung rất nhiều việc. Cái chân này mấy cái cần laser cũng gắn chân 1/4. Cái này kẹp vô nói chung mấy vị trí mà có cái cây kẹp được kẹp. Rồi cái này mình gắn máy chụp hình cũng được. Nó bằng nhôm mọi người, nhôm rất là chắc. Đây có một cái đầu ốc nữa. Đầu ốc này 16 ly ha. Rồi cái chân này mã số 27 ha, 250.000. Đây nó mở tối đa là nè, cỡ 10 cm, kẹp được cái trụ 10 cm. Rồi nay có về mấy cái dụng cụ, mấy cái phụ tùng của xe đạp ha. Này phụ tùng xe đạp. Có một cái dĩa USA ha, dĩa này của Mỹ. Đây cái dĩa xe đạp của Mỹ. Đây cái mã số USA nè. Cái này mới chưa xài. Mọi người xem mã số này nha. Chứ răng này em cũng không có đếm. Nó nhiều quá, công mất thời gian. Rồi một cái dĩa với lại một cái chân trống với lại hai cái này giống như hai sừng trâu gắn đi đông ha. Đây ốc nè, dạng sừng trâu gắn đi đông ha, bằng full nhôm ha, có thương hiệu nè. Thương hiệu này cũng thế giới nổi tiếng. Rồi một cái trống, chân trống cũng full nhôm luôn, có tăng đưa ha, cao hấp được. Này bắt vô sườn, có cái nẹp phụ ở trên đó nè, đầy đủ ốc. Chống có thể tân đưa ra được ha. Rồi ba món nè mọi người. Cái dĩa này bằng nhôm hợp kim luôn ha, rất là nhẹ. Chung đồ nhôm hết, đồ xe đạp, đồ xịn nó là đồ nhôm hết. Rồi mã số 28, 800.000, bộ 3 này. Đây. Cái này dụng cụ cắt ống ha. Cắt ống xài đây, cắt ống loại dạng lớn. Bằng thép. Này rất là dày mà cái lưỡi nó rất là to nè, lưỡi này xài bền lắm. Nó cắt là đây. Cái này cắt ống sắt mọi người. Cái lưỡi này nó chuyên cắt ống sắt. Yasaki, nhãn hiệu Yasaki. Cắt ống sắt nha, made in Japan. Này hướng dẫn cắt nè. Đó. Cắt xong bẻ ha. Lấy kìm bẻ. Rồi cắt ống sắt. Đây, mới tin. Nói chung nó có xài nhưng xài chắc một lần. Nè. Rồi cái này coi nó cắt ống bao nhiêu mili.
phải đo, mới ghi. Đây, ống mà nhỏ nhất nó cắt được là 25 nha mọi người. Nhỏ nhất 25 thôi. Mấy tiền cho bằng nè. 25. Rồi, to nhất nó cỡ 32 ha. Vậy là 25 đến 32 nha mọi người. Rồi, cái cắt ống này mã số 29 nè, 350 nè. Ô, một cái túi đựng dụng cụ. Đựng dụng cụ để đeo lưng ha. Đeo thắt lưng. Có cái móc khóa luôn. Khóa để treo vô. Rồi, đựng máy móc, đựng máy băng vít. Tọc vô. Rồi mấy đồ linh tinh. Mình leo trèo làm mình làm đồ. Khi trong đây nó có một cái tua vít. Một cái tua vít này. Bị dính nước xếp. Rồi cái túi này mã 30 nha mọi người. Túi của SK luôn nha. Mã 30 150 nha. Rồi tiếp theo là hai con đèn pin. Đây. Đèn pin sợi đốt dây tóc ha. Đây là nó xài pin này. Rồi bốn viên pin to đùng này nha mọi người. Pin D to nhất. Đèn này của Nhật ha, này. Nó để hướng dẫn chữ Nhật không. Bốn viên pin to nhất. Cái này quá lạnh. Cái này đeo thắt lưng được. Cái này đội đầu ha. Rồi công tắc nó đây. Đèn này nó gom lại nhỏ xíu, nó chiếu xa lắm nha mọi người nè. Bây giờ nó gom lại nhỏ xíu. Rất là mắc cười ha. Chúng nó chiếu ra thấy xa lắm. Chiếu xa mà nó thấy còn cái ánh sáng nó màu vàng. Đó. Tắt. Nè, trong đây nó còn cái bóng secure nữa nha. Bóng secure còn ok luôn. Thấy dây tóc còn nguyên. Rồi. Ok. Rồi cái đèn này mã số 31 ha. 300 ngàn. Ây dạ. Rồi cái con thứ hai này nó gọn hơn. Đây. Nó cũng đội đầu ha. Đeo đầu. À, của National luôn ha. Đó là của National. Cũng đeo đầu. Ừ, nó xài pin nhỏ. Cũng sáng ok mọi người. Rồi nói chung chưa có đem pin lên. Rồi chưa có đem pin cái này. Nhưng mà sáng ok. Chưa có gắn pin vô trước. Nó xài 4 viên pin loại pin A nhỏ nè, pin đồng hồ. Pin đồng hồ treo tường. Mấy viên cho bằng luôn. Đây, đeo đầu. Đây cũng còn bóng secure luôn nè ha. Bóng secure còn ok luôn nha. Giờ tóc còn nguyên. Chúng cái này quan trọng là nhìn dây tóc nó còn ok là ok. Chiêu bóng đời này nó đâu có mặt, đâu có gì đâu ha. Rồi công tắc on off. Rồi con này mã 32 ha, 300 ngàn. Cái này là cũng là chó, nó là gom lại mọi người. Nó gom lại và nó chiếu xa đó. Dạng nó vậy. Nó gom nhỏ xíu là nó chiếu xa ra ha. Rồi 32 300 ngàn.
Honor cái bộ này rất là đẹp luôn nha, 99% luôn, chưa sử dụng, thiếu cái bọc thôi. Bộ dây an toàn lao động đó, dây an toàn của Nhật. Đây nó hướng dẫn mình sử dụng nữa ha, nó hướng dẫn nè. À, chức năng chính nó là như vậy nè, mọi người hình dung ra ha, hát vô ngừ rồi treo lên té xuống nó còn treo lủng lẳng nữa. Đây mới nguyên cái dây này, nó cỡ dài ra chắc 1,5 m rồi mọi người. Dây này dây móc luôn ra 1,5 m nè, cái tên luôn Fuji Renko của Nhật. Đây, Fuji Renko nữa không. Rồi, cái bộ an toàn này mã 33, 650 ngàn. Ở này có máy tấm nón kết nữa, kết đã qua sử dụng, nhưng tùy cái nó có cái nó còn rất là đẹp. Nói chung hàng hiệu bên bển, Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, chung đầy đủ. Rồi cái con này nó màu trắng, cái con này xe đầu cỡ 58, trung bình đội được 57, 58. Xe nón trung bình. Rồi mã 34, 100 ngàn. Mà 35. Cái con này nó mất hiệu rồi, không thấy hiệu đâu mọi người. Con này dạng nón bánh tiêu à, nó dạng nón bánh tiêu. Con này có đồ điều chỉnh nè, size trung bình. Rồi mã 35 ha, 100 ngàn. Rồi con này vải dày 2-3 lớp. Đó là xịn. Đây, con này hàng hiệu của Hàn Quốc. Hiệu Bucaro. Bucaro. Caro. Con này nó có cái hai bên tùy chỉnh ha, chỉnh lớn nhỏ cũng được, cũng dạng nón như cái bánh tiêu. Hay trung bình tùy chỉnh lớn nhỏ được. Mã 36 ha, 250 nha. Nó phối màu màu đen với là màu xanh rêu rất là đẹp, đen với xanh rêu, được chỉ nổi ha. Đó, cái đường chỉ nổi rồi.
Ồ, con này vải rin. Vải rin như cái quần rin mình đó. Vải rin nè ha. Nè, design bởi HNC. Made in Korea. Con này nó dạng nó lai giữa cái nón bánh tiêu với lại cái nón kết mình ha, nó kết một kết lưỡi chai. Nè. Cái này thì nó phồng ra giống cái bánh tiêu, còn cái này nó có cái mỏ lưỡi chai. Dạng nó lai vậy. Những ai thích hai kiểu nón thì nó sẽ thành một cái nón như mình ha. Vải rin full cái ở rin rồi, mã 37 100.000. Bạch 8 là con nón Adidas. Con nón này nó nhẹ tưng mà nó không khoáng nè, lưới như là vải nó rất là mỏng. Cái vải này nó không biết chất liệu gì nhưng mà nó rất là mỏng mọi người nè, nó mỏng nhẹ. Đây Adidas mặt cót luôn, cũng có cái quai điều chỉnh được. Rồi con nón này mã 38 ha, 150. Đây có phản quang nữa mọi người. À, Champion 2009. À, nó sản xuất cho cái giải thể thao gì đó. Rồi tiếp theo con nón à, cái con này màu xanh. Hàng hiệu Hàn Quốc ha. Chim cánh cụt. Đây. Dạng bánh tiêu. Con này size 58 mọi người. 58 59. Cái vùng đầu á. Rồi mã 39 nè, 200.000. Con này đẹp. Đẹp 98% luôn. Rồi cuối cùng một con nón cũng nó dạng lai giữa bánh tiêu nè, bánh tiêu với lại nón lưỡi chai ha. Con này màu đen, màu đen đen muối tiêu, đen đen mà nó không có đen hẳn. Rồi hàng hiệu của này giống Hàn Quốc, Hàn Quốc luôn mọi người. Con này size 58 nha. Size đầu 58. Marvel. Mã 40, 150 nha. Rồi em kết thúc video ở đây nha. Mọi người mua hàng thì liên hệ em. Đây. Số điện thoại nè ha. Rồi khách mới chốt hàng thì cho thông tin tên địa chỉ, em gửi tài khoản mọi người chuyển. Còn khách quen rồi thì chốt hàng ok, em gửi hàng. Có thể scot hoặc là chuyển khoản. Giá chưa bao gồm phí ship. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi hẹn gặp lại video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.